Vâng, con dâu mẹ thì hoàn hảo rồi, chỉ có con gái mẹ là vô tích sự thôi. Tôi đây. Bà ăn cơm chưa? Còn sớm mà. Ăn gì giờ này? Mà bà gọi tôi có việc gì đấy? Sao giọng bà như người ốm thế? Thế bà thấy trong người thế nào? Tôi không sao. À, mà bên bà còn bánh mì không đấy? Tôi nấu ít sốt vang cho cây Phương nó ăn. Nó thích ăn bánh mì với sốt vang bà. Sang luôn đi. Thế tôi sang luôn bà nhá. Tôi chờ. Hôm nay nhá, vui thì vui nhá, chị đừng có mà say quá đấy. Ba lâu, chị cậu ba lâu. Chị Thuận ơi, chị Thuận. Chị Thuận vội thế. Chị không ở lại liên hoan với phòng sưu tầm ạ? À? À, đến giờ chị phải đưa Phương đi học thêm. Thôi, chị về đây, mọi người liên hoan vui nhá. Chị ở lại cũng vui. Để hôm khác. Thôi, mình ngồi bố bàn nhá, tí nữa đừng có bỏ rơi em đấy. Này, ta nghĩ là ta sẽ cố gắng thuyết phục anh Trường để làm một buổi live khác. Và lần này ta chắc chắn là sẽ không có bất cứ một sơ suất gì hết. Ok, thế để tao set up một quán khác. Ok. Mà này, mày không thấy hôm nay sai sai cái gì à? Sai sai cái gì? Ông Khánh từ sáng đến giờ im hơi lặng tiếng, không một cuộc điện thoại. Mày không thấy bất thường à? Thôi 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 thôi, đừng có nhắc đến tên Khánh nữa. Tao nghe tên đã thấy mệt rồi đấy. Giờ tao chỉ muốn đi tắm, gội cái đầu, lăn ra ngủ. Thế là hết một ngày của tao. Thôi mệt rồi thì nghỉ đi, mày tạm đuối lắm rồi. Ok, về cẩn thận nhá. Ok, bye bye. Bye bye. Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, soạn sách vở thì chỉ soạn cho những cái môn mà sẽ học thôi. Sao mà cứ mang cái ba lô nặng như thế này? Thì đi học có đến mấy môn mà mẹ. Con không có muốn như này đâu, tự dưng mẹ mắng con. Con phải cố gắng mà học cho tốt.